Xin chào tất cả các bác. Hôm nay Kỳ Lân vừa xuất hiện một món trang sức vô cùng đắt giá cho các quý ông. Đó là chiếc điện thoại Voto Signature S thép đính full kim cương. Điều khác biệt ở đây là phần gốm lo trên của máy được đính kim cương thay vì là màng đá silimit như những phiên bản trước. Đá sapphire nguyên khối được dùng làm mặt kính để chống trầy xước tối đa. Các phím ấm bên dưới cũng được đính kim cương rất tỉ mỉ. Dưới phím bấm là 12 viên ruby để tạo nên sự im ái cho mỗi lần chạm phím. Phần lưng máy được làm bằng đá tạo sự sáng bóng cho chiếc máy. Các bác hãy nhanh tay liên hệ Kỳ Lân qua hotline 0901 247 247 để sở hữu ngay một kiệt tác. Xin cảm ơn ạ.